giống thiệt luôn. Này phải là từ là chỉ vẽ đẹp trước, chỉ vẽ đẹp ra xong rồi bắt đầu mới là lấy dao rạch giấy rồi 3D gì quá đẹp. Mà món quà quá xuất sắc luôn. Gì không giống gì, giống nhỏ vậy bạn Hàn Quốc. Đâu anh nhìn đi rồi em lấy kiếm tấm hình này cho anh coi thì anh mới thấy giống. Giống cô này bên Hàn Quốc à? Anh phải nhìn tấm hình. Ai cũng nói em giống luôn á. Anh nói là hình thôi anh nói em. Giống lắm, đợi em chút xíu nha, em kiếm tấm hình ra một cái là thấy giống y chang bật ngửa liền. Đây 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 đây, tấm hình đây bật ngửa nha. Rồi. Giống quá. Rất giống luôn. Không, cái hình đẹp hơn, cái hình cô ấy làm đẹp hơn là hình thiệt nha. Rất giống luôn, thấy chưa? Bên phải đẹp hơn bên trái nha mọi người. Quá. Mọi người biết tại sao ngày hôm nay á là có hai bức tượng này không? Anh nói là vì trong chương trình này á chỉ có Thúy Ngân nghe quan trọng là dễ thương nhất. Quá. Là xinh gái và đẹp trai nhất. Ảnh đã tặng cho Thúy Ngân và anh Quang Trung, bé Quang Trung, hai bức tượng như thế này. Thì chỉ có hai bức mà thôi. Mấy anh chị còn lại không có được. Mấy anh chị còn lại không có được. Tại vì ảnh nói là dành tặng riêng. Dành tặng cho chị Diệu Nhi một con cá Nemo. Tại vì chị Diệu Nhi giống cá Nemo mà. Đó mọi người. Y Diệu Nhi luôn. Y chị Diệu Nhi luôn. Các chị biết gì về cái công việc thủ công này? Là bằng tay, làm tại nhà hoặc là tại xưởng. Không có nào bưng ra giữa đường làm hết trơn Diệu Nhi à? Còn tôi, mọi người hãy đoán xem tôi là ai? Bơm banh. Bơm. Có thể là bơm banh. Có cái nghề bơm banh hả Nhi? Thủ công mà. Vậy bơm banh mà bơm bóng á thì cô mặc áo dài vậy cho vướng díu cô vậy. Mọi người ơi, mình đẹp. Đang là nghề thủ công thì cô này là cổ vẽ tay thủ công lên trái bóng. Hoặc là cô vẽ áo dài, còn bóng là của con trai cô mượn cầm thôi. Chính xác. Đúng rồi. Cắt cắt cô. Đúng giờ, đúng giờ. Nhi, hình như em đang hoang mang về điều gì đó. Tại sao cắt phải là cắt giấy khi cắt tóc nữa anh? Thủ công. Tạo hình tóc và cắt tóc mình ra xong rồi tạo những cái hình thù bằng cái mái tóc đã cắt. Chị thấy có ai làm đó trên đời này chưa? Chị chưa. Chưa thì thôi. Ok. Trời ơi, tự nhiên tôi đang có một cái cảm hứng, một cái cảm xúc để tôi hát, tự nhiên Diệu Nhi lên cái tôi mất hết văn chương, mất hết luôn cảm hứng âm nhạc. Dạ đây. Ô kìa, dạ đây. À quên à. Dạ đây các bạn ơi, thời niềm thiếu của tôi đã chơi với con thú tên là Pikachu. Còn đây Batman. Còn đây là gì anh hả? Diệu Nhi ơi, em có thể nào đừng bắt hơi cho anh để anh ca được. Em bắt hơi vào anh có ca quá Nhi ơi. Thực ra thì đối với Nhi á, khi mà Nhi tham gia bất cứ một game show nào đó thì cái điều quan trọng nhất là cái hiệu quả đem lại cho quý vị khán giả. Bản thân Nhi á thì Nhi thích dĩ hòa di quý mọi người hơn và đem lại cảm giác vui vẻ và thoải mái cho khán giả khi mà ngồi xem chương trình này hơn là mấy anh em nghệ sĩ là phải hơn thua với nhau. Cái đó không có là cái gì hết, chỉ là mọi người cố tình làm như vậy để cho chương trình thêm gay cấn thôi, chứ mọi người hoàn toàn bình thường. Vì nhiều khi thấy mình đúng xong cái những người khác thấy mình sai rồi mình cũng phải hay là mình sai rồi ta, vậy đó cũng dễ bị lung lay lắm. Đây là một chương trình rất là vui, vừa giải trí mà vừa đem lại cho Nhi rất là nhiều những cái kiến thức mà từ trước tới giờ có thể là những cái ngành nghề và những cái con người mình chưa có cơ hội tiếp xúc, cũng chưa có bao giờ biết đến cái ngành nghề đó, cái sự vật sự việc đó là như vậy. Giống như là mình vừa học vừa chơi vậy đó, mình học được cái bộ môn đó thì bắt đầu mình phán đoán suy nghĩ, nói chung là cũng rất là khó mà cũng rất là vui. Phải là 9 trên 10 điểm nha, khó lắm, rất là khó, phải hên lắm thì mới trúng thôi chứ không thôi là rất khó. Đón xem ai là số 1 trên kênh HTV2 V Channel lúc 20 giờ chủ nhật.